Chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại nhà máy NanoFrance. Hôm nay là nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Công ty NanoFrance có tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ để tri ân các chị em phụ nữ nhân ngày đặc biệt này. Thì sau đây xin mời tất cả các bạn hãy theo tôi để xem ngày hôm nay nó diễn ra như thế nào nhé. Don't feel fucking at me.